Xin chào cô chú và cả nhà. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc cô chú anh chị bạn bè gần xa thật nhiều sức khỏe. Hôm nay là ngày 7 tháng 6 năm 2023 thì tôi có nhập cho máy ấm TT 500 kg gạo. À dạ thưa cô chú và các bạn, vì sáng nay tôi đang ở thú y để đón hai em cún về cũng như chi trả chi phí thú y cho các bé, vì vậy tôi không có ở máy ấm để quay trực tiếp cái cảnh này cho cô chú và các bạn cùng xem. À, trong lúc khi mà gạo được chở đến máy ấm thì bạn Bích Phương ở dưới Bình Dương cũng lên đến máy ấm cùng một thời điểm luôn cô chú và anh chị, để đón một em cún bị bỏ rơi. Bạn đã cầu cứu đến máy ấm TT cách đây vài ngày. À, dạ thưa cô chú và các bạn, đây là một em cún màu đen, rất là nhỏ nhắn dễ thương. Không biết lý do vì sao chủ của em đuổi đánh em đi và vứt em ở ngoài đường, thì vợ chồng bạn Phương ở Bình Dương đã lượm em về cho em đi điều trị, chữa bệnh, cũng cố gắng tìm chủ cho em ở một gia đình mới. Nhưng mà do bé cún này á, nó đi vệ sinh không đúng chỗ, vì vậy em đã bị trả lại rồi. Và nhà bạn Phương cũng đã nuôi 5 bé, nên lúc đầu là bạn không có ý định nhận nuôi con. Sau khi đưa bé về máy ấm TT, bạn có hỏi thăm Ti để gửi clip cho bạn xem, và Ti cũng đã cho bạn thấy cái cuộc sống hiện tại ở máy ấm. Thì tất nhiên ở trong một máy ấm thì không bao giờ có được sự chăm sóc, quan tâm cũng như chăn ấm nệ êm giống như ở trong gia đình. Vì vậy vợ chồng bạn thương bé quá cả nhà, và nghĩ rằng trong gia đình mình cũng có điều kiện hơn là phải để cho em sống ở máy ấm. Vì vậy bạn đã quyết định gọi điện với Ti và xin cho em được trở về với gia đình. Bạn sẽ là người cưu mang bé. Ti cảm ơn cô chú và anh chị rất nhiều đã yêu thương giúp đỡ cho những cái em cún mèo có hoàn cảnh cơ nhỡ đáng thương. Cảm ơn bạn Bích Phương đã nhận em cún đáng thương này. Ti xin khép clip ở đây, kính chúc cô chú anh chị bạn bè gần xa thật nhiều sức khỏe. Ti cảm ơn mọi người rất nhiều đã yêu thương, che chở, bảo vệ cho những số phận nhỏ bé đáng thương. Cảm ơn cả nhà, hẹn cô chú và các bạn ở những cái clip sau ạ.